Mẹo của EU để ép Nga thanh toán tiền vũ khí viện trợ cho Ukraine Sử dụng tiền lãi từ các tài sản Nga đóng băng bị giữ lại tại châu Âu, khối EU lên kế hoạch thu hàng tỷ đô la để quyên góp vũ khí cho Ukraine trong cuộc đối đầu quân sự với Nga. Các phương cách khác mà EU tính tới đều khá mịt mùng. Kế hoạch của EU chiếm tài sản Nga để giúp Ukraine dưới áp lực khủng khiếp phải tạo ra hàng tỷ đô la Mỹ hỗ trợ cho quân đội Ukraine và bổ sung lại kho vũ khí đạn dược đang thu hẹp dần của chính các nước thành viên. Liên minh châu Âu EU mới đây nói rằng họ đã vạch ra con đường pháp lý để sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga nhằm giúp vũ trang cho Ukraine. Trong lúc đó, EU cũng xem xét các cơ chế khác để củng cố ngành công nghiệp phòng thủ của mình diễn biến mới đây là một bước ngoặt quan trọng cho bối cảnh ngân sách Mỹ dành cho Ukraine bị kẻ tải quốc hội Mỹ, còn quốc phòng Ukraine đang thiếu thốn nghiêm trọng đạn dược, đặc biệt là đạn pháo và thế lửa, khiến họ phải sử dụng rất rẻ sèn. EU đang tìm kiếm một số phương thức khác nhau để có được tiền mặt cho hoạt động mua sắm quốc phòng giúp đỡ Ukraine, nhưng luôn gặp phải trở ngại. Hiện nay, sau nhiều tháng tranh cãi chính trị, Ủy ban châu Âu (EC), nhánh hành pháp của EU đã tìm ra một con đường để sử dụng lợi nhuận từ các tài sản nga đóng băng theo hướng có lợi cho Ukraine phần lớn là để giúp đỡ Ukraine về mặt quân sự. Dự kiến kế hoạch này có khả năng cung cấp cho Ukraine tới 3 tỷ euro, tương đương với 3,25 tỷ đô la Mỹ một năm, hay lên tới 15 tỷ euro, 16,3 tỷ đô la Mỹ cho giai đoạn từ năm 2023 tới năm 2027, tùy thuộc vào tình hình thị trường. Hôm 20 tháng 3 năm 2024, Ủy ban châu Âu thông báo rằng gói thanh toán đầu tiên cho Kiev có thể được thực hiện vào sớm nhất là tháng 7 tới. Sau khi Nga phát động chiến dịch tấn công Ukraine cách đây hơn 2 năm, các nước phương Tây đã có một bước đi đặc biệt là đóng băng hơn 330 tỷ đô la Mỹ trong tài khoản ngân hàng trung ương được giữ lại tại nước ngoài. Phần lớn số tiền này, hơn 217 tỷ đô la Mỹ, là nằm tại Liên minh châu Âu. Do các lệnh trừng phạt ngăn chặn việc thanh toán cho Nga, Moscow cho tới nay không thể tiếp cận các tài sản đó, bán chúng và thu hưởng tiền lãi sản sinh từ các tài sản đó. Do vậy, tiền mặt tạo ra từ các tài sản này vẫn bị kẹt ở hàng ngoại, phần lớn bị giữ ở Bỉ bởi Euroclear, một công ty dịch vụ tài chính. Theo kế hoạch của EU, 97% lợi nhuận được tạo ra từ các tài sản đó tính đến ngày 15 tháng 2 sẽ được gửi tới Ukraine. Các công ty như Euroclear sẽ giữ lại 3% để cung cấp cho các hoạt động kiện tục của Nga hiện nay và trong tương lai là nhằm cố lấy các tài sản và nguồn thu tương ứng của mình. Ủy ban châu Âu tuyên bố năm 2024, 90% khoản tiền từ tài sản Nga đóng băng sẽ dành để viện trợ vũ khí cho Ukraine. Số còn lại là để dành quỹ khôi phục và tái thiết Ukraine. Joseph Borrell, nhà ngoại giao hàng đầu của EU phát biểu trong tuần này, người Nga sẽ không vui lắm trước các động thái đó. Ông Borrell bổ sung, số tiền này không đặc biệt nhưng cũng không thể phớt lở. Lấy tài sản Nga, điều hấp dẫn với EU nhưng không dễ. Mục tiêu bắt Nga phải trả tiền cho vũ khí Ukraine và hoạt động tái thiết Ukraine đã trở thành một khẩu hiệu phổ biến trong nội bộ EU. Tuy nhiên, chuyển hóa khẩu hiệu đó thành chính sách thực sự lại gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do các quan ngại về pháp lý quanh việc thanh lý các tài sản Nga bị đóng băng dưới các lệnh trừng phạt của phương Tây. Phiên bản chiếc kế hành này đã bị trì hoãn hai lần trong năm 2023 do các bất đồng giữa các nước thành viên và do các quan ngại của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Ngân hàng này, tương tự cục dự trữ liên bang của Mỹ cảnh báo rằng sử dụng tài sản từ ngân hàng trung ương của một nước khác có thể gây thiệt hại cho danh tiếng của châu Âu với tư cách là một nơi an toàn để gửi tiền, đồng thời có hại cho mong muốn của khối về tăng mức độ quốc tế sử dụng đồng tiền chung của họ, đồng euro. Như dự đoán của ông Borel, người nga tức giận về kế hoạch của EU. Hãng thông tấn nga TASS dẫn lời phát ngôn viên bộ ngoại giao nga Maria Zakharova nói rằng đây hoàn toàn là một trò ăn cướp. Trong khi đó, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov kiềm chế hơn. TASS dẫn lời ông Peskov nói. Người châu Âu hoàn toàn nhận thức rõ những tổn thất mà các quyết định như vậy có thể gây ra cho cả nền kinh tế và hình ảnh. Danh tiếng của họ với tư cách là bên đảm bảo tin cậy cho sự bất khả xâm phạm đối với tài sản. Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thường xuyên tham châu Âu để thảo luận về việc sử dụng tài sản Nga để viện trợ cho Ukraine. Vào tháng 2 năm 2024, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói rằng kiểm tra hoàn toàn các tài sản đó là điều có thể và bà gợi ý rằng cơ sở pháp lý biện minh cho hành động đó. Tuy nhiên, quan chức một số nước như Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho rằng việc chiếm tài sản ngân hàng trung ương Nga sẽ là hành động vi phạm luật pháp quốc tế. EU còn cách nào khác để quyên tiền cho quân đội Ukraine? Doanh thu từ các tài sản Nga bị đóng băng mới chỉ là phần khởi đầu. Liên minh châu Âu sẽ cần thêm hàng tỷ đô la Mỹ nữa để tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine và củng cố năng lực quốc phòng của nước này, đặc biệt là trong bối cảnh khá rõ ràng là viện trợ của Mỹ cho Ukraine sẽ đột ngột về không nếu ông Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Kho vũ khí đạn dược của 27 nước thành viên EU đã suy giảm mạnh sau khi họ chuyển giao vũ khí khí tài và đạn dược cho Ukraine trong hơn 2 năm qua. Không kém phần quan trọng, ngành công nghiệp phòng thủ châu Âu cho biết họ cần thêm các khoản đầu tư chắc chắn và có sẵn trước khi để mạnh sản xuất vũ khí khí tài đáp ứng nhu cầu của khối cũng như của Ukraine. Xây dựng ngành công nghiệp quân sự tích hợp là một mảng miếng đối với Liên minh châu Âu vì khối này từ khi hình thành chủ yếu thiên về Liên minh Kinh tế và Thương mại. Nhưng nhu cầu của các nước châu Âu đầu tư mạnh vào quốc phòng đã trở nên cấp thiết kể từ khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng viên Tổng thống hiện nay của Đảng Cộng Hòa, đưa ra các nhận xét về vấn đề này. Tháng 2 năm 2024, ông Trump nói rằng ông sẽ chống lại việc NATO phải bảo vệ các quốc gia thành viên EU, những nước trả tiền ít hơn cho nhu cầu phòng thủ chung của khối quân sự này. Ông Trump cũng nói rằng mình sẽ khuyến khích Nga làm bất cứ điều gì họ muốn ở châu Âu. Châu Âu tất nhiên rất chú ý đến các phân ngôn đó của ông Trump. Charles Michel, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, cơ quan xác định các ưu tiên về mặt chính sách cho EU, viết thư gửi ban lãnh đạo EU như sau. Trong nhiều thập kỷ, châu Âu đã không đầu tư đủ cho an ninh và phòng thủ. Bây giờ, chúng ta đang đối mặt với thách thức an ninh lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Thực sự đã đến lúc chúng ta phải thực hiện các bước đi triệt để và cụ thể để đảm bảo năng lực sẵn sàng phòng thủ và đặt nền kinh tế EU trên cơ sở thời chiến. Ông Michel nói thêm, điều này có nghĩa là chi thêm tiền, mua chung nhiều hơn và do vậy hiệu quả hơn chúng ta cũng phải giúp đỡ ngành công nghiệp phòng thủ tiếp cận các quỹ cả tư lẫn công. Tại hội nghị thượng đỉnh của EU vào ngày 21 tháng 3, các nhà lãnh đạo EU thảo luận ý tưởng chuyển đổi trọng tâm từ biến đổi khí hậu và năng lượng xanh sang củng cố năng lực quân sự. Một số nước EU có ý tưởng cũng phát hành trái phiếu để quyên góp tiền cho phòng thủ chung, nhưng ý tưởng này không phổ biến trong nhóm các nước EU giàu hơn, nhất là Đức. EU có duy trì quỹ EPF cơ sở hòa bình châu Âu, một gói tiền ngoài ngân sách. Pháp môn quỹ này chỉ được dùng để thanh toán cho các vũ khí khí tài sản xuất tại châu Âu, nhưng điều này bị xem là một hạn chế lớn do ngành công nghiệp phòng thủ của châu Âu đã thừa nhận rằng họ không thể sản xuất vũ khí đủ nhanh để đáp ứng các nhu cầu đang gia tăng mạnh. Trong khi đó, các nước EU hoạt động bên ngoài cơ cấu EU thì lại hành động nhanh hơn để giúp đỡ Ukraine. Điều này cho thấy những cứng nhắc của khối. Chẳng hạn, Cộng hòa Séc đã dẫn đầu các nhóm EU có mua 300.000 quả đạn pháo cho Ukraine từ các nguồn ngoài EU. EU nêu thời điểm chiến sự Nga-Ukraine sẽ được định đoạt. Quan chức hàng đầu EU nêu ra thời điểm mà ông cho rằng chiến sự Nga-Ukraine sẽ được định đoạt. Quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU Joseph Borrell hôm 14 tháng 3 cho biết việc đảm bảo gói viện trợ mới cho Ukraine là không thể chờ đợi vì kết quả của cuộc chiến giữa Moscow và Kiev sẽ được quyết định vào mùa xuân và mùa hè năm nay. Giữa lúc nội bộ Mỹ đang tranh cãi về gói viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ, ông Borrell thúc giục bất cứ điều gì cần làm nó cần được thực hiện nhanh chóng. Đúng là như vậy, chúng tôi phải tăng tốc chúng ta phải tăng cường hỗ trợ, phải làm nhiều hơn và nhanh hơn. Đó là lý do tại sao chúng tôi, EU, đang tăng cường năng lực sản xuất cần sự. Và điều đó cũng đúng với Mỹ, ông nhấn mạnh. Ông nói thêm, những tháng tiếp theo sẽ mang tính chất quyết định. Nhiều nhà phân tích dự đoán một cuộc tấn công lớn của Nga vào mùa hè này và Ukraine không thể đợi cho đến khi kết quả của cuộc bầu cử tiếp theo ở Mỹ. Trong một bài trả lời phỏng vấn truyền thông Tây Ban Nha hôm 15 tháng 3, ông Borrell đã bình luận về lời kêu gọi của giáo hoàng Francis Tuần trước, giáo hoàng Francis cho rằng Ukraine nên thể hiện lòng can đảm bằng cách dương cờ trắng và bước vào cuộc đàm phán hòa bình với Nga. Đức Thánh Cha đã bước vào một khu vườn nơi không ai mời ngài. Nhưng việc kêu gọi Ukraine đầu hàng không chỉ là mong muốn hòa bình, ông Borrell nhận định, bày tỏ sự không ủng hộ với lời kêu gọi của giáo hoàng. Ông Borrell tin rằng bây giờ không phải là thời điểm cần thiết để đề nghị Ukraine đầu hàng. Ngược lại, đây là thời điểm chúng ta cần tiếp tục giúp đỡ cho Kiev. Phát biểu của giáo hoàng đã nhận được sự quan tâm của nhiều chính trị gia ở châu Âu. Họ coi bình luận trên là lời kêu gọi Ukraine đầu hàng Nga. Bình luận về lời kêu gọi của giáo hoàng, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho rằng một người mạnh mẽ luôn đứng về phía điều tốt và nhấn mạnh lá cờ của Ukraine không phải là cờ màu trắng mà là lá cờ duy nhất mà đất nước này sẽ sống và chết và sẽ chiến thắng vì nó. Chúng tôi sẽ không bao giờ dương cao bất cứ lá cờ nào khác, ông Kuleba tuyên bố. Trong khi đó, Điện Kremlin cho biết Họ ủng hộ mong muốn của giáo hoàng về các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev và nhấn mạnh Nga đã nhiều lần kêu gọi thương lượng. Xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài hơn 2 năm nhưng chưa có dấu hiệu lắng xuống. Hai bên đều khẳng định luôn để ngỏ đàm phán nhưng với những điều kiện nhất định. Moscow nêu rõ đàm phán chỉ diễn ra khi Ukraine chấp nhận thực tế mới về lãnh thổ, nghĩa là công nhận sự kiểm soát của Nga đối với một phần lãnh thổ ở Ukraine. Trong khi đó, Kiev tuyên bố không chấp nhận đóng băng xung đột hay nhượng bộ lãnh thổ với Nga chính quyền của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế đối với công thức hòa bình mà Kiev đưa ra, trong đó yêu cầu Nga rút hết quân, khôi phục đường biên giới của Ukraine.